Chào các con, môn học vần của chúng ta ngày hôm nay sẽ học bài 97, ôn tập. Qua bài này, các con sẽ được ôn, đọc lại và viết lại các vần. Cầm đầu là O, đọc đúng các từ ngữ và bài thơ ứng dụng. Nghe và kể lại được câu chuyện Chú gà trống khôn ngoan. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu với các con. Đây là nảnh của cái loa. Công dụng của cái loa là chuyên dùng để phát âm thanh thông báo ở khu vực xa rộng. Đối các con trong từ cái loa thì tiếng nào chứa vần có âm đầu là O? Đúng rồi, đó là tiếng loa, có vần oa. Vần oa có âm O đứng đầu và âm A đứng sau. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu với các con, đây là nảnh của phiếu bé ngoan. Phiếu bé ngoan dùng để khen thưởng cho những học sinh ngoan ở lớp mầm non. Đối các con, trong từ phiếu bé ngoan thì tiếng nào chứa vần có âm đầu là O? Đúng rồi, đó là tiếng ngoan, có vần oan. Vần oan có âm O đứng đầu và vần an đứng sau. Đây là bảng ôn tập các vần có âm đầu là O. Ở ô đầu tiên, chúng ta sẽ ghép âm O với âm A, ta sẽ được vần oa. Các con hãy bấm nút dừng và viết các vần còn lại vào vở của mình. Sau khi viết xong, mình sẽ kiểm tra kết quả xem có đúng không nhé. Bây giờ mình cùng nhau kiểm tra kết quả. Mình ghép âm O với âm E sẽ được vần E. Ghép âm O với vần I sẽ được vần oai. Ghép âm O với vần A sẽ ra vần oi. Ghép âm O với vần át sẽ ra được vần oát. Ghép âm O với vần át sẽ được vần oát. Ghép âm O với vần ách sẽ được vần oách. Ghép âm O với vần an sẽ được vần oan. Ghép âm O với vần ăn sẽ được vần on. Ghép âm O với vần an sẽ được vần oan. Ghép âm O với vần ăn sẽ được vần on. Ghép âm O với vần anh sẽ được vần oanh. Sau khi đã ôn các vần có âm đầu là O, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc các từ có trên màn hình. Đầu tiên là từ khoa học. Trong từ khoa học có tiếng khoa, chứa vần A có âm đầu là O. Tiếp theo là từ ngoan ngoãn. Trong từ ngoan ngoãn có chứa vần oan có âm đầu là O. Tiếp theo là từ khai hoang. Khai hoang có tiếng hoang chứa vần oan có âm O đứng đầu. Khoa học là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh. Ta gọi đó là khoa học. Ngoan ngoãn là từ dùng để khen những đứa trẻ ngoan. Khai hoang là từ dùng để chỉ khai phá một vùng đất hoang, thì người ta sẽ gọi đó là khai hoang. Bây giờ các con cùng lắng nghe bài thơ ứng dụng. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay. Hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thấm đỏ, hoa mai nhét vàng. Đây là bài thơ bốn chữ. Người ta gọi đây là thể thơ tự do. Các con hãy luyện đọc nhiều lần để đọc được lưu loát nha. Bây giờ cô sẽ thưởng cho các con câu chuyện Chú gà trống khôn ngoan. Câu chuyện như sau.
Một chú gà trống đang ngủ trên một cây rất cao. Một con cáo từ lâu đã rất thèm thịt gà. Lần này nó quyết định lừa gà để ăn thịt. Cáo ta lân la lại gốc cây và nói: "Này anh gà trống, anh đã nghe được tin gì chưa? Từ ngày hôm nay, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ hòa thuận, không làm hại nhau nữa. Anh nghe tôi, xuống đây. Tôi quyết định không động đến anh đâu." Gà đáp: "Thế thì vui quá nhỉ." Gà vừa nói vừa ngó nghiêng xuống đất đề phòng. Cáo tinh mắt nhìn thấy liền hỏi: "Anh gà trống thân mến, anh đang nhìn gì thế?" Gà trống liền đáp tỉnh bơ: "Có hai con chó săn đang chạy đến đấy." Cáo nghe thấy vậy, mặt cắt không còn một giọt máu, cụp đuôi chạy thẳng. Gà trống thấy vậy liền gọi cáo lại: "Cậu chạy đi đâu đấy? Chính cậu vừa nói là từ giờ các loài vật không còn sâu xé nhau nữa kia mà." Cáo vừa chạy vừa nói để chữa thẹn: "Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình lại ăn thịt tôi thì sao?" Câu chuyện đã kết thúc rồi. Các con có thể kể lại câu chuyện cho ba mẹ của mình nghe và đọc lại bài số 97 nha. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các con.